Chào mừng các cậu đã quay trở lại với World of Cartoon. Có rất nhiều bạn khi xem The Killer Show luôn mong muốn có một video dành riêng cho anh chàng thực tập sinh Thomas. Chứng tỏ trong suốt từ phần 4, lúc mới xuất hiện, anh chàng này đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả chứ không riêng gì tớ. Cơ bản bởi thân phận thực sự của nhân vật này là một điểm bất ngờ mà nhà sáng tạo ra chương trình thường nhật J.G. Quintel đã đặc biệt xây dựng nên. Và như nội dung ở tiêu đề, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về anh chàng Thomas trong The Killer Show. Và không chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt đầu nhé. Let's go! Thomas là nhân vật tạo bước ngoặt lớn cho người xem. Vì những ai phải xem gần như là hết các mùa từ season 4 trở đi mới có cái nhìn đầy đủ và toàn diện nhất về nhân vật này. Thomas lần đầu tiên xuất hiện và chính thức bắt đầu làm thực tập tại công viên trong tập Exit 9B. Dự định ban đầu của cậu ta là làm việc dưới quyền của Benson để có đủ tín chỉ đại học. Tuy nhiên sau khoảng thời gian gắn bó với công việc thực tập thì cậu đã chính thức được công nhận trở thành nhân viên trong công viên trong tập Starter Pack. Vì đây là nhân vật được J.G. Quintel khá là kỳ công xây dựng và bổ sung vào cốt truyện để có nhiều điều thú vị hơn những gì người xem có thể biết, nên video này tớ sẽ tạm chia thành hai phần. Phần 1 là thân phận thực tập sinh và phần 2 là thân phận của kẻ hai mang phản quốc. Nếu bạn nào vẫn nghĩ Thomas chỉ đơn giản là một thực tập sinh công viên, hiền lành, có phần nhút nhát, thì hãy nhớ xem đến cuối video này để biết cú plot twist khiến người xem phải há hốc mồm nhé. Về ngoại hình, Thomas cơ bản là bị cắm sừng vì bản thân cậu ta có gương mặt là một con dê. Thomas có bộ lông màu vàng nhạt, tóc mái khá dài, đương nhiên là có râu màu nâu ở cằm và cặp sừng màu xám trên đỉnh đầu. Khi còn là một thực tập sinh, anh ta thường mặc áo thun màu đen, quần nâu xám, đi giày thể thao màu đỏ trắng. Ngoại hình cơ bản này có khả năng đánh lừa các nhân viên trong công viên và cả khán giả nữa, vì trông cậu ta cũng lương thiện, thật thà và vô hại. Phần 1. Thân phận thực tập sinh. Chúng ta có ấn tượng với cậu bạn thực tập sinh Thomas là người dễ bảo, dễ sai vặt, cũng rất chăm chỉ làm việc, không phải là kiểu người nhác làm siêng ăn như Mordecai và Rigby. Tính cách của cậu cơ bản được mọi người trong công viên đánh giá là thân thiện và khá là tốt bụng. Điều đó được bộc lộ qua khá nhiều tập phim, chủ yếu trong mùa 4 và mùa 5. Ví dụ như trong season 4 tập 7, 150 Fish Kid, cậu ta đã nhảy lên combat một trận ra trò cùng mọi người trong công viên với 4 thành viên của ban nhạc Head to the Throne để Benson có một màn trình diễn solo trống trên sân khấu. Anh cũng cùng mọi người trong nhóm giúp Muscle Man dọn dẹp nơi ở của cậu ta với Hi-Fi Ghost trong tập Challenge Chess. Thực ra, với vị trí thực tập sinh thì bản thân Thomas khá cả nể với mọi người. Điều đó được khẳng định trong tập 3 season 4, Starter Pack, khi sự chịu đựng của cậu ta dường như là sự nhu nhược. Tại sao tớ lại nói như vậy? Thomas cảm thấy bình thường trước những trò đùa của mọi người. Tuy nhiên, nếu nó chỉ dừng lại là đùa. Riêng có Muscle Man là dở thói côn đồ bắt nạt công khai, nhưng những điều cậu làm chỉ là chấp nhận và chịu đựng nó. Việc bắt nạt này đáng báo động đến nỗi Mordecai và Rigby còn phải báo với Skips, Benson để dừng những hành vi bắt nạt đó lại. Nhưng mà các cậu biết rồi đấy, Muscle Man không quan tâm đến điều đó. Hiểu lầm mà Thomas và Muscle Man trở nên nghiêm trọng hơn là khi Rigby, Mordecai có dàn dựng một trò chơi khăm Muscle Man và lỡ đổ lỗi cho Thomas. Tuy nhiên, kẻ cuối cùng bị dắt mũi là hai chàng trai tham ăn lười làm của chúng ta. Nhưng để hợp tác với Muscle Man cho thật nhất, Thomas đã phải hy sinh chiếc xe của mình. Cuối phim, khi Thomas bị bỏ lại một mình, điện thoại di động của anh ấy đổ chuông. Cậu ta nói với mẹ mình rằng mình vẫn ổn, nhưng có ý hỏi mượn xe của bà cho ngày hôm sau. Một chi tiết khá là hay vì hầu hết những tập phim về Thomas, cậu thường có thói quen thông báo cho mẹ mình. Cậu nghe lời mẹ đến vậy à? Hay là mẹ cậu đáng sợ như thế nào? Phần 2 chúng ta sẽ rõ. Khi làm thực tập sinh, cậu được mọi người yêu quý và thường rủ đi chơi cùng, chứng minh trong tập 20 season 4, Cool Cube. Tập phim bắt đầu với việc Mordecai, Rigby, Hobbs và Thomas mua slushies từ cửa hàng tiện lợi và chuẩn bị ăn chúng nhanh nhất có thể để xem ai có thể làm cho khuôn mặt đóng băng tốt nhất. Mọi người đều có thể bị lạnh, đóng băng gương mặt ngoại trừ Thomas, người vì một lý do nào đó lại không thể làm được. Liệu nơi cậu sinh ra có nhiệt độ còn thấp hơn cả kem chứ không phải là ở nước Mỹ hay không? Ai tinh tế thì có thể nhận ra nhiều điều đáng ngờ. Vì không thể làm cho gương mặt xấu xí khi dùng mình ăn trọn cây kem, Thomas chạy vào cửa hàng và hỏi người bán loại đồ uống lạnh nhất mà họ có. Người bán trả lời, nó có tên là Cool Cube. Bất chấp người bán hàng cầu xin Thomas xem xét lại, anh ta vẫn mua một cốc cỡ Big Sweet và uống nó, khiến não của cậu ta đông cứng lại và khuôn mặt thì biến thành một thứ gì đó thực sự kinh dị.
Trước tình trạng như vậy, Rigby và Mordecai đã được thu nhỏ, thâm nhập vào não của cậu để tìm cách làm ấm cơ thể của Thomas. Chúng ta thấy não của cậu ta là một vùng đất hoang bị đóng băng, còn ý thức trong con người Thomas là một con dê tốt bụng. Cuối cùng, não của cậu cũng hoạt động trở lại trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Rigby và Mordecai. Tuy nhiên, trong tập 30 phần 5, Thomas Fireback chính là tập phim dự báo cho một phiên bản Thomas không hề đơn giản. Cậu ta toan tính và mưu mô hơn rất nhiều. Khi tình cờ nghe được Benson và Skip đang nói chuyện ở phòng bên cạnh về chính mình, biết rằng Benson chuẩn bị quyết định kết thúc chương trình thực tập của Thomas, tức là để cho cậu ấy rời công viên. Không hài lòng với những gì mình nghe được, Thomas nhanh chóng gọi cho mẹ để xin lời khuyên. Sau đó, giả hoạt ngay với Benson khi mới bước ra khỏi cửa, thản nhiên chào hỏi. Benson cố gắng tận dụng cơ hội để báo tin không vui này cho nhân viên của mình. Nhưng Thomas cố gắng hướng anh ta khỏi chủ đề khác bằng cách liệt kê tất cả những công việc mà anh ta đã làm vào ngày hôm đó. May mắn cho Thomas, cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi Mordecai báo cho Benson rằng bức tượng Curtis Montgomery đã biến mất. Nhân cơ hội này, Thomas đã toan tính ra một kế hoạch để cậu ấy có thể ở lại công viên. Thực sự lạ đúng không nào các cậu? Một thực tập sinh lại thích ở lại để bị sai vặt. Thực ra, anh bạn này đang mưu tính điều gì? Khi tất cả nhân viên công viên tập trung lại tại hiện trường, Benson tức tối phát hiện ra Jean chính là người đứng sau. Khi Thomas hỏi Jean là ai, Skip cho biết Jean là người quản lý công viên đối thủ của họ. Công viên ấy tên là East Spice. Ngay lập tức, chớp lấy cơ hội, Thomas đề nghị giúp đỡ, quyết tâm tìm cách chứng minh giá trị của mình với những người khác. Thomas cầu xin cho anh ta một cơ hội này để chứng tỏ mình là một thành viên có giá trị trong đội. Bằng kỹ năng không biết học từ ai, cậu ấy đã làm quen với nhân viên công viên bên đó, chứng minh khả năng với Skip bằng thể lực phi thường. Thomas giải thích kế hoạch biến mình thành Nicholas, một thực tập sinh mới của công viên East Spice. Một khi vị trí của mình được thiết lập, anh ta sẽ lấy được lòng tin của kẻ thù bằng cách làm việc nhà cho họ, đồng thời thu thập thông tin về cách bố trí công viên, lịch trình hàng ngày của công nhân và quan trọng nhất, vị trí bí mật của bức tượng Curtis Montgomery. Toàn bộ hoạt động sẽ mất khoảng 30 ngày. Khi ngày thứ 30 kết thúc, Thomas hướng dẫn mọi người theo dõi tín hiệu của anh ta và nhanh chóng lấy lại được bức tượng. Tập phim này đã tiết lộ một chi tiết cực kỳ quan trọng, chính là cái tên Nicholas của Thomas đặt để lấy lòng tin và sự công nhận của nhân viên trong công viên. Thực chất mật danh đó mới chính là thân phận thực sự của anh ta. Phần 2. Kẻ điệp viên hay mang phản quốc. Tập phim thứ 8 phần 6, The Real Thomas, là một tập đặc biệt kéo dài nửa tiếng để tiết lộ danh tính thực sự của Thomas. Nikolai là tên thật của Thomas, anh ta là một điệp viên mật vụ Nga. Quá khứ của anh chàng này không mấy dễ dàng. Vào một ngày đông lạnh lẽo ở Kiev, đứa trẻ Nikolai bị cha mẹ bỏ rơi. Vậy nên, Thomas không thực sự có mẹ, bởi vì bà đã bỏ rơi anh khi anh còn là một đứa trẻ. Người mẹ nói chuyện với anh ta qua điện thoại trong các tập phim trước, thực ra là người của tổ chức của Nga, có tên mã MOMM. Còn bạn nào thắc mắc người mẹ của Thomas xuất hiện trong tập The Thanksgiving Special, thực chất đó chỉ là một người máy. Cậu ta lúc này nhanh chóng được các quan chức chính phủ nhận nuôi để đào tạo, trở thành một đặc vụ chuyên nghiệp, cam kết trung thành tuyệt đối với đất nước Nga. Phải sống trong môi trường luôn phải luyện tập khắt khe và bản thân Thomas giống như là công cụ, tài sản chung của chính quyền để lợi dụng làm những công việc gắn mác là vì quốc gia. Nhưng thực chất là ăn cắp thông tin công viên, khuếch đại khoa trương dân tộc trên bàn đàm phán quốc tế. Nhiều năm sau, KGB giao cho Thomas quản lý MOMM, một tổ chức chuyên nghiên cứu về công viên và hoạt động gián điệp, để ăn cắp các kế hoạch hiện đại hóa các công viên của Mỹ, tái tạo những công viên đã lỗi thời ở Nga. Các công viên ấy luôn trở thành trò cười cho thế giới vì sự Nga ngố của nó. Gromenov giao Nikolai và Natalia tham gia chiến dịch Park Lift. Trong đó, họ sẽ thâm nhập vào các công viên của Hoa Kỳ. Cả hai lấy được danh tính và hồ sơ giả để tránh bị nghi ngờ vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Khi Skip đặt câu hỏi về cách Nikolai quản lý thành công tất cả các hoạt động gián điệp của mình mà không bị ai phát hiện, Nikolai giải thích rằng vì một thực tập sinh được coi là một người vô hại, vỏ bọc hoàn hảo của anh ta đã lấy được lòng tin của mọi người để thực hiện kế hoạch. Tuy vậy, ta vẫn thấy một góc khuất đen tối trong tuổi thơ bất hạnh của anh chàng Thomas luôn bị bắt phải làm việc, bị cấp trên đánh khi không hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn một cách công tâm, nếu không giả mạo và làm nhiệm vụ, thì cơ quan mật vụ cấp cao cũng không tha thứ cho anh ta được. Đó là một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mặc dù thâm tâm anh ta không muốn làm người trong công viên thất vọng. Người đầu tiên nghi ngờ những hành tung bất thường của Thomas là Rigby. Trong một đêm, Rigby bắt gặp bộ dạng lạ lẫm của Thomas khi cậu ta mặc bộ đồ ninja chiến đấu với một đặc vụ khác. Chứng kiến Thomas đánh bại người đàn ông lạ mặt,
Rigby tiếp cận để hỏi cho ra lẽ vì điều kỳ lạ đó, nhưng Thomas lại giả vờ như không biết gì. Khi Rigby tiếp tục tra hỏi, Thomas hạ gục anh ta bằng một cú đánh. Sáng hôm sau, Rigby cảnh báo cho mọi người về vụ việc tối qua của Thomas, nhưng các nhân viên không ai tin cậu. Phải cho đến khi Muscleman phát hiện ra xác của đặc vụ hôm qua thì mọi người mới cảnh giác với cậu ta. Tuy nhiên lúc này, Thomas bắt giữ được hết mọi người và bấm nút điều khiển. Phóng tên lửa khiến cả công viên di chuyển trực tiếp về nước Nga. Trong khi đó, tại một hội nghị đàm phán gồm các lãnh đạo thế giới, Tổng thống Davis của Mỹ và Tổng thống Koskov của Nga đối đầu nhau. Ngay sau đó, tình báo Hoa Kỳ chuyển thông tin khẩn cấp về an ninh quốc gia cho thấy radar đã bắt được công viên đang tiến thẳng đến biên giới Nga. Tướng McMurphy cáo buộc người Nga đang đánh cắp một phần của Mỹ, mặc dù Tổng thống Koskov bác bỏ tuyên bố này. Quay trở lại với tình hình tại công viên, các nhân viên đã nhanh chóng tự giải thoát và đuổi theo chiếc máy bay của Thomas. Tâm trạng của cậu bây giờ rất rối bời vì không bao giờ cậu có ý định muốn làm tổn thương bất cứ ai trong công viên cả. Natalia đáp trả một cách lạnh lùng rằng chuyện đó là việc đương nhiên phải làm. Cuối cùng mọi người đuổi kịp Thomas, Rigby cố gắng thuyết phục anh ấy rằng mặc dù cậu ta là một điệp viên Nga nhưng Thomas cũng là bạn của họ. Trong khi đó, Natalia nhắc nhở Nikolai về tất cả những điều bắt nạt mà họ đã làm với anh ta khi anh còn là một thực tập sinh. Tuy nhiên, Thomas biết đó chỉ là tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho cậu và thừa nhận rằng anh cảm thấy thoải mái khi sống cùng với họ. Bản chất lương thiện của Thomas là vẫn còn. Cậu đã giành lại bảng điều khiển để điều hướng, chỉnh lộ trình bay của công viên về Mỹ. Tuy nhiên, Natalia đã ngăn cản chiếc điều khiển nhưng nó khiến cô rơi xuống biển. Hy vọng cuối cùng là ở Rigby khi cậu đã cố gắng đỡ được bảng điều khiển đang rơi. Thomas cứu cậu khỏi rơi xuống biển thành công. Lúc này tại vòng đàm phán với việc ngăn chặn xung đột, Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới khác vui mừng khi Koskov và Nga bị bẽ mặt vì thất bại trong kế hoạch của họ. Trở về nhà, Benson mời Thomas làm một công việc toàn thời gian ở công viên, nhưng cậu ta tiếc nuối, từ chối, thú nhận phải tiếp tục chạy trốn vì cậu ta đã là kẻ phản bội nước Nga. Tớ cá là Thomas sẽ phải ẩn náu suốt phần đời còn lại của mình để tránh sự truy sát. Cuối tập phim, anh chàng Thomas chạy khuất lấp trong hoàng hôn. Rigby kết thúc tập phim bằng câu nói tiếng Nga có nghĩa là tạm biệt. Và tôi biết, Nikolai dù ở thân phận nào, nhưng đối với mọi người, cậu ấy vẫn là Thomas. Bản chất thực sự của một con người phải trong tình huống lâm nguy thì ta mới biết được con người thực sự của họ. Và Thomas đối với tớ, hay là những người yêu thích regular show, thì bản thân cậu ấy đã là một mảnh ghép đặc biệt của công viên đã từ lâu rồi. Nhưng mà khoan, các cậu tưởng đây là lần cuối chúng ta được thấy Thomas à? Cậu ta vẫn xuất hiện trong season 7 đấy nhá, đừng vội buồn. Chính xác là tập 24, Sky Night 2. Sau thời gian dài bỏ trốn, Thomas cũng đã tìm được con đường của riêng mình. Nhưng mà trước khi đi, cậu đã đến công viên cùng mọi người sống lại những kỷ niệm. Cuối tập phim, trên đường cống thoát nước, Thomas chào tạm biệt bạn bè của mình trước khi những điệp viên của tổ chức bắt được anh. Một kết thúc đẹp cho thành viên không chính thức của công viên, đúng không nào các cậu? Như vậy, chúng tớ và các cậu đã cùng nhau tìm hiểu về anh chàng Thomas. Điều gì khiến các cậu thích nhân vật này? Hãy comment xuống phía dưới để chúng tôi biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe cho Way2Weird Cartoon. Và cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video. Way2Weird out!